Emry xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Xin mến chúc quý cô bác, anh chị và các bạn có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Emry đang có mặt trên đường Thành Thái đây, một trong những cái tuyến đường rất là đẹp ha. Gọi là đường thì 6 làn xe, rộng mênh mang luôn. Vỉa hè thì đẹp thông thoáng. Ở đây thì thấy là có rất là nhiều xe hơi đậu ở khu vực này. Biển số xanh có, biển số vàng có, biển số trắng có. 51 có nè, rồi 66 nè, rồi 60 nè, 62 nè, coi như là xe các tỉnh ở đây rất là nhiều. Và lý do là xe ở đây mà đậu á, thường là các người nhà đó từ cái tỉnh lên Sài Gòn để khám bệnh. Thì bệnh ở đây là như bệnh viện Đại học Y Dược nè, bệnh viện Chợ Rẫy nè, bệnh viện 115 nè. Thì khu vực đó thì người ta đường đã cấm đậu xe, cho nên là nó chạy qua đây đậu, lý do là khám bệnh thì mất rất là nhiều thời gian, nhiều khi là sáng đến trưa mới xong, trưa mà nhiều khi chưa có kết quả xét nghiệm nữa, thì buộc là phải rơi xuống buổi chiều mới có kết quả xét nghiệm, rồi biết bệnh gì mới lấy thuốc. Thành ra là thời gian đậu lâu, ta sẽ chạy qua bên đây nó đậu đó, để mình chờ ha. Đó thì đa số luôn là coi như là nhà có điều kiện ha, người ta lại lên trên này người ta khám bệnh. Tại sao lại không khám bệnh ở tỉnh như Sóc Trăng hay là Bạc Liêu đồ, hay Cần Thơ rồi cũng có bệnh viện lớn, mà tại sao gần đó người ta không khám mà người ta lại chạy lên trên này? Thì có một cái lý giải như thế này, là nhiều khi là ở dưới tỉnh khám bệnh, gọi là nhiều người bệnh nói là nó không hay bằng trên này, không chính xác bằng trên này. Ví dụ như bị cái triệu chứng đau như vậy, ở dưới tỉnh nó thì một cái bệnh khác, ta khám ra cái bệnh khác, khi lên Sài Gòn thì khám ra bệnh khác, hoặc là bị đau hoài mà dưới tỉnh thì khám hoài không ra bệnh, lên Sài Gòn thì khám ra. Cho nên là những người người ta có điều kiện thì ta sẽ đi thẳng lên Sài Gòn này luôn để người ta khám cho chắc ăn là biết bệnh gì, người ta chữa luôn thì yên tâm. Rồi có một số anh chị nữa thì nhà người ta mà không có xe thì người ta muốn lên Sài Gòn khám bệnh thì người ta phải đi xe thì nó đi gọi là xe đò đó, xe dịch vụ đó, xe giường nằm rồi khoảng 3 giờ là nó lên đến đây rồi, khoảng 4 mấy 5 giờ nó vào bệnh viện, người ta bắt số và đến là khám ra, là mình thấy cực không, rất là cực. Mà khi khám xong rồi biết bệnh gì rồi đó thì có kết quả gọi là xét nghiệm siêu âm hay là CT gì đó, hay xét nghiệm máu gì đó, thì người ta sẽ ra ngoài, tại bác sĩ điều trị đó có số điện thoại, ta gọi bác sĩ và ta hẹn ra ngoài phòng mạch tư để người ta khám, tái khám. Chỉ cần vô trong mà xét nghiệm với bệnh viện biết bệnh gì thôi thì ta sẽ đi tái khám ở bên ngoài tư, phòng mạch tư. Lý do mà vì sao lại như thế là do dòng bệnh viện đông quá trời đông rồi, nên là khám đợi là quá cực, nên là người ta biết được cái bệnh rồi bắt đầu người ta ra phòng mạch tư của bác sĩ đó là khám để nhanh hơn, chỉ hẹn là khám trong tích tốc rồi nó đi về, đỡ mất thời gian đó. Thì đây là cũng một cái tình trạng chung, mặc dù mà cái lượng bệnh mà ra thấm tư nhiều như vậy rồi, nhưng mà các bệnh viện thì hiện tại thì cũng vẫn là ở trong cái tình trạng là quá tải ha, gọi là khám thì bệnh là coi như là nằm lan can, nằm hành lang đủ thứ hết trơn. Nên như là bây giờ thì người ta thất nghiệp thì rất là nhiều, thì phá sản rất là nhiều, còn người bệnh thì bệnh viện thì rất là đông, chợ thì bây giờ lại vắng đó. Người thấy bao nhiêu cái hoàn cảnh luôn. Trên đường Thành Thái này thì người ta chuyên bán về cây cảnh, hoa cảnh này, chim cảnh, cá cảnh, các loại đây. Đây có một cái tiệm chim cảnh ha, thấy nè, tiệm chim cảnh rất là lớn đây. Kế bên thì người ta bán vật tư ha, chậu cảnh đâu, rồi hoa cảnh đây, nó chạy xích lên nữa thì cá cảnh, mình thấy là đủ hết luôn. Này, khu vực này đây, kể cả hai bên đường rất là nhiều luôn ha, xuyên khu vực này rồi, quá trời luôn, mình thấy nó rần rần rộ rộ luôn. Bán chỗ này thì giờ mình thấy đi đâu có thấy khách gì đâu, toàn là người bán không à, không thấy người mua. Đây thì những cái cây cảnh bonsai ha, giá trị rất là lớn đây. Khu đây là những cái cảnh này gọi là siêu phẩm rồi, những cái tùng nữa, người ta uống bonsai nhìn thấy là đẹp bắt mắt luôn đó. Thì bây giờ kinh doanh gần như là đa số luôn, tất cả các ngành nghề nào cũng gọi là vắng và ế và khó khăn trăm bề. Kinh doanh bây giờ là đa số ai cũng than lỗ, lỗ và lỗ thôi, không biết như thế nào, nhưng mà thật sự là nói tình hình thì te tua tơi tả bớt xe lớn hết trơn luôn, không biết phải nói sao đó. Đây thấy đây là cũng là một cái tiệm cây cảnh rất là lớn này,
khách thì bây giờ mòn mỏi luôn, chờ đợi mà mỏi mòn luôn, nhiều khi chưa có ra khách nữa. Đó, kinh doanh giờ là thấy nó mệt vậy đó, mệt đủ kiểu luôn, mệt đủ chuyện luôn, mệt le luôn chứ không phải mệt bình thường nữa. Đi mình là thấy đó, quá trời hai bên đường. Cái xe đây thì đậu rất là nhiều ha, quá trời luôn. Mình nhìn đây thôi mình thấy là cái lượng xe mà đậu ở đây thôi, đi nãy con đường Thành Thái này, thì mình biết là cái lượng mà bà con mà ở dưới tỉnh lên, các tỉnh mà lên Sài Gòn này khám bệnh nó đông ở mức độ nào rồi. Nó thấy quá trời luôn ha, xếp hàng dài cho là hai bên đường đó, thì cái lượng rất là lớn luôn, bà con mà từ ở các tỉnh lên Sài Gòn này khám bệnh thấy là quá trời. Và gần đây thì cái bệnh, có một bệnh ung thư rất là nhiều. Bệnh ung thư thì coi như là những cái tỉnh mà nó chiếm số lượng nhất, lớn nhất là như là Long An nè, Tiền Giang nè, Bến Tre nè, đó là những cái tỉnh mà gọi là chiếm cái lượng bệnh mà ung thư gọi là rất là đông luôn đó. Thì để chạy qua một cái khu vực đây là ngay ngã tư của Thành Thái và Tô Hưng Thành đây. Tô Hưng Thành thì mình thấy là ngay đây thì có một cái mặt bằng ngay lô gốc này, khủng khiếp luôn. Bây giờ là dán bảng gọi là bấy bá luôn. Bây giờ thì mà không có ai thuê chứ, đó thì không ai dám thuê giai đoạn này luôn mà. Kinh doanh mà kiểu này là chết chắc mà, cho nên là lỗ chồng lỗ thôi, không ai dám thuê hết. Đó, kế bên này con cưng này, kế bên đây nữa thì Thế Giới Di Động Phúc Long này. Khu vực này thì quá đẹp rồi, mà tình hình kinh doanh thì thấy là chậm ha. Phố nội thất đây, phố nội thất, chợ vật liệu đây, nội thất đây, ngay chỗ đường Tô Hiến Thành đó, thì thấy là bây giờ thì cũng gọi là kinh doanh, gọi là cũng sụm nụ khá là nhiều rồi. Coi như là cũng nhiều cái mặt bằng để dán bảng cho thuê, và nhiều cơ sở kinh doanh ta cũng phá sản, ta chịu không nổi nữa. Đó thì cho thuê mặt bằng nữa, kế bên đường, thấy khó khăn ha. Kinh doanh bây giờ kiếm tiền đâu có dễ đâu, đó, chậm quá trời chậm luôn mà. Đó, những cái nội thất rồi, đèn trang trí rồi mình thấy nè, nó đụng vô là còn khoảng chục triệu, trăm triệu cái không à. Đó, mình nhìn chục cái hết tỷ rồi. Đó thì kinh doanh nó sơ sơ thôi, tính là hàng tỷ đồng trong đây rồi, tiền mặt bằng rồi chưa nói nữa, nhân viên chưa nói nữa, bao nhiêu cái luôn mà bán thì bán không được. Nhiều khi gia đình chúng ta thấy một cái đèn chùm vậy đó, còn là bạc trăm triệu không, về tiền đâu mua, ai mua. Ngày xưa thì ngon biệt thự villa rồi họ xây lên gọi là liên tục, cho nên là chính vì vậy mà bán rất là được. Còn bây giờ là ôm gọi là ôm xanh mặt luôn, chưa ra luôn. Đây cũng có một cái căn nhà cho thuê mà dán bảng gọi là nát bấy luôn này. Rồi ta đem cái xe lâu quá không người thuê, ta đem cái xe mì quảng đến đây nè, mì quảng bún riêu đó, ta bán luôn, ta chạy bàn ra ta bán luôn, khó khăn ha. Bán bây giờ thì cái gì cũng chậm hết chứ, làm ăn kinh doanh bây giờ thì sao mà thấy quải quá trời quải luôn rồi. Nó mệt, thật sự là mệt, mà mệt trầm canh luôn đó, chứ không phải mệt thường nữa. Quá trời đắng. Đây thấy cái anh chạy xe ôm công nghệ tập trung đây rất là đông, 4, 5, 6 anh đó. Thì bây giờ xe ôm công nghệ em thấy đa số chạy xe không, lạng tới lạng lui lạng hoài luôn mà không thấy khách đó. Thì bên đây nữa nè, thấy đó, mấy anh xe ôm công nghệ lớn tuổi có, nhỏ tuổi có, ngồi bấm điện thoại gọi là chờ qua ngày hết trơn rồi, không có ai mà mặn hết, mặn với cái nghề hết. Tại vì bây giờ là cạnh tranh khốc liệt luôn đó, mình thấy ngồi thê thảm luôn, không có khách mà nhiều người chạy quá, mà cái lượng khách thì ít. Mấy ảnh bây giờ mấy anh cũng chịu trận nên đó, thì ảnh chạy mấy xe công nghệ mà chạy gì xe gọi là tay con ha, xe thứ dữ không đây đó, anh chạy đủ thứ hết trơn đó. Rồi bên đây nó quá trời luôn ha. Nhưng mà bây giờ thì coi như là chịu trận hết rồi, mình thấy đó, khó kiếm ăn. Đây thì cho thuê mặt bằng nữa, thấy nè. Phố nội thất thì nãy giờ mình thấy là phố nội thất và đi ngoài giờ nguyên đoạn đường luôn, không có thấy một khách nào vào hết trơn, không có thấy khách nào vào mà giao dịch cái gì hết trơn. Phố nội thất chỗ này thì cũng chết, gọi là chết ngắt luôn chứ không phải chết thường nữa. Chậm quá trời chậm ha. Kinh doanh bây giờ thì gọi là khó khăn đủ kiểu luôn rồi, te tua tơi tả hoa lá cành luôn rồi. Ở đây thì mình thấy có một cái chị kia, chị nữ thì cũng chạy giao về Shopee Food ha.
thì bây giờ kể cả không chữ các anh nam đâu, các chị nữ bây giờ thì công việc khó khăn, cho nên là người ta cũng gọi là ra để người ta bươn chải rồi đó, thì nhìn rất là buồn luôn, những cái hoàn cảnh kinh doanh như thế này te tua tơi tả bớt xê lết hết trơn. Đây thì chạy tiếp tục nữa ha, đây thì ngay chỗ ngã ba đây, ngã ba cái đường D8 đây, D8 thấy nè, đường D8 này thì thông ra Lý Thường Kiệt luôn, chạy thẳng đường cũng ra Lý Thường Kiệt, coi như là đường nào cũng ra Lý Thường Kiệt hết. Đó thì nhìn te tua tơi tả bớt xê lết luôn, eo xèo đủ kiểu luôn. Rồi giờ kinh doanh kiểu này thì bây giờ cầm một bộ hồ sơ đi xin việc ha, bây giờ không biết xin ở đâu luôn, cả nhà mình nghĩ đi, toàn là như thế này, nó vắng miên man và vắng ngập tràn luôn kiểu này đây nè. Thì xin việc thì biết xin gì, không biết xin việc gì luôn, mà bây giờ khó khăn đủ kiểu luôn rồi, mình thấy đó. Coi như là đâu có xin được việc gì nữa đâu, xin việc đâu có ai nhận, bây giờ vắng gì nhiều khi chủ đã bỏ và giảm nhân viên hết rồi, cho nên là bây giờ là chịu trận rồi, xin việc coi như là xong luôn, việc làm thì khó khăn. Bây giờ nhân viên văn phòng nè, kế toán nè, rồi phụ bán hàng nè, đủ kiểu luôn, không xin được việc thì làm gì giờ, nếu giờ mà không xin được việc thì chỉ còn một cách thôi là lao động tự do. Lao động tự do thì giờ bán gì, bán xôi, bán chè, hay là bán cái xe nước mía ngoài đường, xe cà phê đó, thì nó cũng vắng đều luôn, thậm chí là bán vé số dạo nè, rồi chạy xe ôm công nghệ, đó là cái những ngành nghề mà nhiều anh chị tập trung làm nhất, mà mình thấy là nhiều anh chị tập trung làm nhất thì bây giờ là cũng thua, tại vì ai cũng làm hết trơn rồi, ai cũng bán hết trơn thì ai mua đấy, đó thì ai cũng rần rần làm hết trơn, cho nên là càng ngày ha, mình thấy từng kinh doanh thì cạnh tranh khốc liệt, người bán thì đầy, người mua thì ít, cuộc sống càng ngày càng khó khăn. Thì đây là cổng sao ha của trường Đại học Bách Khoa đấy, mình thấy các bạn sinh viên cũng gọi là chạy ra vào cũng khá là đông đây, nhìn hai bên thì thấy là dửng dưng và lưng tưng luôn rồi, nhìn quá buồn đó, ngay cổng trường đại học đó mà cũng gọi là buồn thiêu hiếu hiu luôn ha. Đó thì đây thì có mấy mặt bằng cho thuê nữa nè, đó cho thuê liên tục mấy mặt bằng nè, còn photocopy thì bây giờ coi như là ế nhẹ luôn rồi đó, mình thấy không biết sao nữa. Ngay cổng trường đại học mà những cái tiệm mà photocopy này rất là được, nhưng mà bây giờ thì thấy cũng chịu luôn rồi, vắng quá trời vắng, ế dữ luôn ha. Tình hình chung mới thấy được là hoàn cảnh kinh doanh bây giờ thì coi như là teo héo hết trơn luôn. Những cái ngành mà nghĩ là ngon lành, những cái ngành mà nghĩ là ăn chắc rồi, nhưng mà thật sự ra đây cũng chịu trận, không ăn nổi. Mở một cái tiệm photocopy ngay chỗ trường Đại học Bách Khoa, một cái trường rất là lớn, thì đường nào cũng thắng, đường nào cũng ăn quá ngon rồi, kèo quá trời thơm luôn. Bây giờ thì cũng ế, cũng bỏ chạy. Đó thì đâu có ai ngờ đâu ha. Những cái cuộc sống mình thấy là càng về sau thì thấy càng khó khăn trăm bề luôn rồi, te tua tơi tả hết. Đó thì nhiều cái hoàn cảnh mình thấy được khó khăn, chồng chất khó khăn luôn. Những cái trường Đại học Bách Khoa này, mình thấy nè, đây nó cũng photo nữa, photocopy này, mà ế nhẹ, vắng tẻo reo luôn, không ngờ luôn. Khu vực này thì gọi là người ta lúc trước là nó thuê, nó bán đầy luôn phố nội thất này, còn bây giờ thì những cái dãy đây bỏ trống hết trơn rồi, để thuê kinh doanh không được, dần dần cũng phải bỏ chạy hết trơn, khua đó. Bây giờ là hủ tiếu gõ rồi bán ngoài đường thôi, những kiosk này là cửa đóng then cài, chứ không ai dám thuê nữa, chứ có một vài người nó có thuê thôi, nhưng mà thuê thấy làm ăn cũng không có khả thi ha. Đó, chỗ sinh viên này. Ở đây thì có một cái quán cà phê thì tâm cơm trưa văn phòng, phòng quán đây thì quán này cũng thấy khá là đông. Khu vực này thì có lẽ là nhiều các anh chị sale về nội thất đấy. Tại là nội thất bây giờ thì cũng cần cái đội ngũ sale, chứ mà đưa cái mặt bằng này là bán ra bán trụ cũng không nổi. Khó khăn, vẫn là khó khăn đó, chậm, gọi là chậm, quá chậm luôn chứ không phải chậm bình thường. Đó thì đây cũng là một cái cổng phụ của trường Đại học Bách Khoa đây, thấy đó. Đó, các bạn học trường Đại học Bách Khoa ra thì rất là giỏi nha, đầu vào tiếng đầu vào cũng giỏi, mà ra trường thì các bạn cũng giỏi nữa. Đa số các bạn ra trường sau này là toàn là giám đốc doanh nghiệp không à, rất là hay luôn. Đây cũng rất là ngưỡng mộ các bạn.
đó. Thì đây thì thấy tơi tả tả tơi chứ, kinh doanh giờ thấy eo xèo quá trời. Mấy cái tiệm photocopy luôn thấy không, giờ là coi như ngáp gùi hết trơn đó. Những cái ngành nghề mà trước đây mình thấy là ngon ngon lành nữa từ trước tới giờ luôn, bây giờ thì lại khác hết, khác hoàn toàn hết. Đây thì thấy có cắt tóc dạo nữa đây, thấy cắt tóc dạo ha, đây nè. Đó thì coi như là một công hai chuyện luôn ha, coi như là ai muốn gọi là cắt tóc miễn phí thì vào đây. Rồi các anh thợ mà khi ảnh mới ra đó, mới ra trường đó, thì anh làm gọi là chưa có cứng nghề á, cho nên là anh luyện, điêu luyện luôn. Mà đây thấy trả tiền nữa nè, không biết vì sao ha. Nếu mà trả tiền nữa thì có lẽ là các anh đây là cắt tóc gọi là khách ta thấy thương, người ta cũng cho thêm ha. Đó thì đây có những cái anh chạy xe Grab nè, Grab rồi Gojek rồi đây, ngồi tâm sự mỏng. Có anh chạy Winner, có anh chạy Exciter, toàn là chạy xe sang không à. Nhiều khi mấy anh đi học ở Sài Gòn này rồi, cha mẹ sắm cho xe rồi ngon lành luôn. Rồi tưởng đâu là ra rồi bảnh lắm, ai ngờ ra trường rồi cầm chiếc xe Winner, xe Exciter, xe xịn không. Tưởng đâu làm cái gì, đi chạy xe ôm công nghệ. Thấy không? Rất là đau luôn không. Cha mẹ phải nói là dành tất cả những gì tốt nhất để cho con, mà nhiều khi thì có hoàn cảnh đẩy đưa, những cái tốt nhất đó bây giờ thì nó lại là phải chịu trận trong cái hoàn cảnh này. Đây là bệnh viện Trưng Vương này, cổng cấp cứu bên tay trái gia đình chúng ta. Đó, mình thấy đường rộng thênh thang, nguyên mang gì. Kinh doanh thì bây giờ thì eo xèo rồi. Nãy giờ đi đây thì cả nhà mình thấy đó. Đường cái là nãy giờ đi thấy khỏe người ra. Thì đây là cho có những cái tán cây cổ thụ. Đường rất là mát ha, lâu đời. Còn đi những con đường khác, những đường khác đó, nó không có được có những cái tán cây cổ thụ này. Trời nắng gắt và 36, 37 độ C nè. Thở hơi lên không, thở không nổi luôn cả nhà mình. Đó, vừa đi vừa nói nữa. Cho nên là hằng hồi là bị quán luôn á. Đi nãy giờ thì thấy người nó dịu lại đỡ. Nhìn qua nhìn lại, đây là những cái tán cây đó, rất là mát luôn. Sài Gòn mình thì được những cái tán cây gì rất là tuyệt vời. Mà những cái con đường mà lâu đời thôi, còn những cái đường mới mới sau này, hoặc là những cái cây đó, nó bị ngã đổ nhiều, bị sâu bệnh nhiều thì người ta cũng cưa bỏ. Trồng cây mới, nhưng mà trồng cây mới thì rất lâu mới được cái bóng mát như thế này, cũng râm như thế này. Đó. Cũng te tua quá xe lết luôn. Đây thì ngay trước mặt nhà chúng gia đình chúng ta là nhà thi đấu Phú Thọ rồi đây. Đây thì trường nào không có khoa thì có một số chỗ thì người ta cho thuê, còn một số chỗ thì coi như là cũng để những kiosk này để vắng hết trơn rồi nè. Chỗ nhà thi đấu Phú Thọ, nếu mà chạy thẳng qua đường luôn thì đó là đường Lữ Gia ha, Tuấn Thành nói với Lữ Gia. Còn ngay ngã tư này là Lý Thường Kiệt. Đó thì rẽ phải thì gia đình chúng ta sẽ chạy về sân bay Tân Sơn Nhất, rẽ trái thì sẽ chạy trở về bên chỗ đường Hồng Bàng ngay trung tâm quận 5. Thì có những bệnh viện như là bệnh viện Hùng Vương nè, bệnh viện Đại học Y Dược nè. Đó thì nhiều bệnh viện trong đó. Trong đó là bệnh viện Phạm Ngọc Thạch nè, rồi bệnh viện Truyền Máu Huyết Học nè, rồi bệnh viện Chợ Gãy nè, rất là nhiều luôn ha. Khu vực này phải nói là khu vực quận 5 là những cái thiên đường của bệnh viện luôn. Mình thấy đi đâu cũng bệnh viện quá trời luôn. Đó thì clip của Emry đến đây thì cũng xin tạm dừng. Emry cũng xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn khu vực này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.